Nhẫn và kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả thân thiết. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự của chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Trọng trách trước Đảng. Thưa quý vị, việc điều động phân công hai đồng chí Trần Sĩ Thanh và Đào Hồng Lan vào hai vị trí chủ chốt vừa qua đã và đang cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, thay đổi trong cách bố trí cán bộ lãnh đạo của Đảng và Bộ Chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vậy là hai vị trí quan trọng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và người đứng đầu ngành y tế vừa qua đã chính thức được công bố. Chuyện tốt này nếu là trước đây, việc một cán bộ được Đảng điều động, bổ nhiệm hay tổ chức giới thiệu theo đúng quy trình bỏ phiếu, rồi đắc cử chức vụ vốn không chỉ là niềm vui của cá nhân người đó, mà còn là niềm vui chung của cả dòng họ, bạn bè khi trong nhà có người được lên chức. Chẳng gì thì cũng một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng giờ đây tình hình đã khác, việc lên chức đã được cả người trong cuộc và người ngoài cuộc nhìn nhận đúng bản chất hơn. Trên cả niềm vinh dự còn là sự gánh vác trọng trách, đôi khi là gánh vác nhiệm vụ không dễ dàng gì. Đó cũng là trường hợp của tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khi cả hai vị tân lãnh đạo này đều nhậm chức trong bối cảnh có nhiều vấn đề nóng và khó đang chờ đợi họ ở phía trước. Không nóng và khó làm sao được khi Hà Nội, trái tim của cả nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Là thủ đô của cả nước nhưng Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Năng lực cạnh tranh còn thấp nhất là so với khu vực và thế giới. Hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, phát triển đô thị, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường còn hạn chế. Phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô thị chưa toàn diện, thiếu đồng bộ. Nhiều dự án lớn chậm được triển khai, gây lãng phí nguồn lực. Việc quy hoạch xây dựng các đô thị vệ tinh không đạt kế hoạch. Trong đó có nhiều vấn đề gây bức xúc cho người dân như tai nạn giao thông, tắc đường, ngập lụt, ô nhiễm, hỏa hoạn, chung cư xuống cấp vẫn chưa được cải thiện nhiều. Làm sao để xây dựng và phát triển thủ đô theo nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Hà Nội còn là thủ đô của lương tri và phẩm giá, nơi hội tụ tinh hoa của đất trời, nơi lắng động hồn thiêng sông núi, vẫn là bài toán lớn đang chờ lời giải. Đặc biệt rất cần bản lĩnh, sự thông thái, tinh tường của người đứng đầu thành phố. Ngành y tế, một lĩnh vực quan trọng trong trụ cột chính sách an sinh xã hội của cả nước, đang chao đảo trong cơn khủng hoảng. Những sai phạm có tính hệ thống trong vụ việc Việt Á đã và đang càn quét nhiều vị trí trọng yếu trong ngành từ cấp bộ đến từng địa phương, khiến cho cả người trong và ngoài ngành y tế hoang mang với chính hai chữ lương y. Uy tín và niềm tin sụt giảm, sự hoang mang là một bộ phận cán bộ ngành e ngại không dám làm, không dám chịu trách nhiệm với chức trách của mình. Không ít khó khăn tồn đọng từ trước vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời do vướng cơ chế hoặc chưa có hành lang pháp lý để giải quyết hiệu quả như tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế ngày càng phổ biến ở các bệnh viện trong cả nước. Hàng loạt bác sĩ và nhân viên y tế nghỉ việc dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe cấp cơ sở ngày càng phổ biến đã là những thách thức không nhỏ với ngành y tế. Không nóng và khó sao được khi ở cả hai chức vụ này đều đã có những lãnh đạo tiền nhiệm từng được tổ chức tiến cử, Đảng giao trọng trách, nhân dân tin yêu, nhưng vì cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan đã đánh mất mình, phụ lại niềm tin yêu ấy, thậm chí bản thân họ còn dính vào vòng lao lý. Không ít những bài học đau xót trong công tác cán bộ, lỗ hổng về cơ chế, sự suy thoái tư tưởng, đạo đức người đảng viên và cả câu chuyện tiến cử nhầm cán bộ cũng được đặt ra, như một trong những rào cản về tâm lý mà những người kế nhiệm phải có bản lĩnh vượt qua. Những khó khăn thách thức đối với hai vị trí công việc không chỉ người ngoài cuộc nhìn rõ, mà ngay chính những nhân sự được tin tưởng giao trọng trách cũng cảm nhận sâu sắc. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khi nhận nhiệm vụ đã nói: "Với cá nhân tôi, nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là niềm vinh dự, đồng thời mang trách nhiệm hết sức lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thủ đô." Ông cũng đã thẳng thắn chia sẻ rằng: "Trước lịch sử ngàn năm văn hiến, với quy mô và tầm vóc vĩ đại của thủ đô, trong đó có tôi, thấy mình nhỏ bé, nhưng nhận thức được nhiệm vụ được giao là to lớn." Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội hôm nay xây dựng thủ đô còn đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, nhưng cơ hội và thuận lợi vẫn là chủ yếu. Bởi vì chúng ta có 3 điểm tựa quan trọng, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, điểm tựa về chính trị, hiến pháp và luật thủ đô, điểm tựa về pháp lý, và chúng ta có truyền thống hào hùng, có lòng dân hướng tới một thủ đô lương tri và phẩm giá với tinh thần Hà Nội cùng cả nước cùng Hà Nội. Đây là điểm tựa về tinh thần, nguồn lực vật chất to lớn. Vì vậy, chúng ta có quyền tin tưởng rằng Hà Nội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ.
không khác là mấy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khi nhận nhiệm vụ đã rất bất ngờ. Bà cho biết, đến khi nhận được văn bản chính thức thì cũng chỉ mới được thông báo trước đó 2 ngày. Khi về nhận nhiệm vụ của ngành với một tâm thế bộn bề suy nghĩ không biết có đảm nhận được nhiệm vụ nặng nề này hay không, có đáp ứng được yêu cầu của ngành hay không, tân quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ và ước rằng bản thân trước đây học ngành y để bây giờ tự tin nhận nhiệm vụ và nhanh chóng bước vào cuộc một cách nhanh nhất. Rất nhiều người hỏi tôi tại sao không phải là người xuất phát từ ngành y mà lại dũng cảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo ngành y vào lúc này. Nhân câu hỏi đó, tôi nghĩ rằng với vai trò trách nhiệm của người đảng viên là chấp hành sự phân công công việc của Đảng và Nhà nước, có thể tôi hoặc người nào đó cũng phải nhận nhiệm vụ này, nhận sự dũng cảm này và tôi đã được sự tin tưởng của Bộ Chính trị, của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Do đó, với trách nhiệm của người đảng viên, tôi cũng sẽ nỗ lực để tiếp cận công việc và cùng tập thể lãnh đạo Bộ Y tế từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng khái chia sẻ. Liên quan tới công tác cán bộ, đặc biệt là hai vị trí quan trọng này, tại kỳ tiếp xúc cử tri vào ngày 23 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian nói về việc chọn người làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Y tế. Tổng Bí thư khẳng định quan trọng là phải chọn đúng cán bộ, phải làm thật chính xác, không được vội vàng. Theo Tổng Bí thư, nếu đưa vội người nào đó vào vị trí đang khuyết mà họ không chín chắn thì lại là lựa chọn không chính xác. Phải chọn người chọn đúng, chính xác, Tổng Bí thư nêu rõ. Việc điều động phân công hai đồng chí Trần Sĩ Thanh và Đào Hồng Lan vào hai vị trí chủ chốt vừa qua đã và đang cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, thay đổi trong cách bố trí cán bộ lãnh đạo của Đảng và Bộ Chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chúng ta tin tưởng rằng với sự thận trọng, bài bản và quyết đoán của Đảng, Bộ Chính trị, sự kỳ vọng của người dân cũng như kinh nghiệm, sự sáng tạo, tâm huyết và tâm thế vững vàng khi nhận nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, các đồng chí sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng giao phó, dẫn dắt thủ đô và ngành y tế phát triển bứt phá, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển cường thịnh. Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức quá lãng phí. Thưa quý vị, loạt bài của báo chí về hai dự án Bệnh viện nghìn tỷ Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã phản ánh nỗi bức xúc của người dân, những người đã nhường đất cho hai dự án này. Hơn 25 hộ dân ở xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã nhường nhà đất, chấp nhận mức đền bù thấp để phục vụ xây dựng bệnh viện. Họ tin rằng ai cũng phải hy sinh một ít quyền lợi để địa phương có được bệnh viện, điều trị cho người dân, không phải đi xa tận Hà Nội. Đặc biệt là cơ sở y tế nổi tiếng chất lượng cao như Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức. Và người dân rất vui mừng, năm 2014, cùng lúc hai bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 khởi công xây dựng trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Nhìn cơ ngơi bề thế, ai cũng tin Hà Nam và các tỉnh lân cận có được hai cơ sở y tế hiện đại để được cứu chữa khi gặp bệnh tật. Nhưng họ đã bị lừa vì khánh thành xong, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có hoạt động không đáng kể. Sau đó cả hai bệnh viện đóng cửa không khám chữa bệnh. Lý do vì sao không ai hay biết. Khởi công rầm rộ, khánh thành ồn ào, nhưng sau đó là im lặng đóng cửa. Bệnh viện hiện đại thành nơi hoang phế. Khi xây dựng, Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, với tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000m², gồm một tầng hầm và 6 tầng nổi. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000m², được xây dựng gồm một tầng hầm và 9 tầng nổi. Cả hai cơ sở này bỏ hoang cho cỏ mọc, cho con nghiện ở và nhiều người khác tới phá hoại. Càng bỏ hoang càng xuống cấp, đến nay chỉ còn trơ những mảng xi măng, bê tông bị hư hỏng, bong chóc. Có thể trước đây, khi xây dựng chất lượng quá thấp nên chỉ sau vài năm chỉ còn lại là một đống phế thải. Xây dựng chất lượng thấp thì sự bỏ hoang này cũng là đồng phạm để phi tang những thứ liên quan đến việc thực hiện hai dự án này. Liệu có chuyện đổ cho công trình bỏ lâu nên xuống cấp, hư hỏng? Đã đến lúc làm rõ những vấn đề mờ ám mà người dân đặt ra, đó là ai đã phê duyệt thực hiện hai dự án này và ai chịu trách nhiệm về sự bỏ hoang gây lãng phí lớn. Trong khi triển khai thực hiện hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, có đảm bảo chất lượng hay làm ăn gian dối? Nếu chất lượng đảm bảo thì tại sao nay chỉ còn hai bãi phế liệu như báo chí nêu? Một tín hiệu tốt cho thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong buổi làm việc về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 7 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo thành phố đã trình lên Thủ tướng Chính phủ một loạt vấn đề được coi là vướng mắc để Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ. Thành phố Hồ Chí Minh được coi là nơi có nhiều cái nhất, dân số đông nhất, nền kinh tế năng động nhất, đóng góp cho quốc gia nhiều nhất, tiềm năng lớn nhất, nhưng cũng là nơi có những vướng mắc lớn nhất, nhiều nhất liên quan đến thể chế, chính sách, chủ trương trên hầu hết các lĩnh vực như tài chính, nhân lực, hạ tầng, đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính thường xuyên làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, cho nên ông hiểu một điều là nếu cứ làm theo quy trình như hiện nay thì không ổn.
Đó là một quy trình tập trung hóa cao, rất chặt chẽ, nhiều tầng nấc và phức tạp. Bất cứ vấn đề nào được cho là quá thẩm quyền của tỉnh, thành thì phải báo cáo giải trình bằng văn bản và con đường đi của văn bản mà theo lời của Thủ tướng thì rất lòng vòng, có khi 6 tháng 1 năm chưa đến được Thủ tướng Chính phủ. Chính cái lòng vòng này mà dẫn đến mất cơ hội, chậm tiến độ, phát sinh thêm nhiều hệ quả khôn lường ở nhiều dự án. Thủ tướng cũng hiểu việc thay thế quy trình, sửa đổi cơ chế không thể làm một sớm một chiều được, nhưng cũng không thể khoanh tay chờ đợi. Do vậy mà ông đã có ý định là Chính phủ sẽ có một tổ công tác thường xuyên làm việc với thành phố Hồ Chí Minh để tháo gỡ nhanh các vướng mắc phát sinh. Đó là một tín hiệu tốt cho thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bộ phận giúp việc cho Thủ tướng triển khai nhanh ý tưởng này vào thực tế, vào tổ công tác hoạt động hiệu quả, thì đó là một điểm sáng cho việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế vận hành của hệ thống quản lý như hiện nay. Trong bối cảnh đó, có lẽ tổ công tác này được hiểu là bộ phận giúp việc đặc biệt cho Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đứng đầu nhằm xử lý các vấn đề của riêng thành phố Hồ Chí Minh. Nó là đầu mối thu nhận các ý kiến, các kiến nghị đề xuất từ thành phố Hồ Chí Minh một cách đầy đủ nhất, chính xác nhất và chuyển chúng đến Thủ tướng một cách nhanh nhất, tường minh nhất. Tất nhiên, tổ công tác này không phải chỉ là người thu nhận và chuyển phát mà họ giúp Thủ tướng sàng lọc, thẩm tra thông tin, lựa chọn phương án và tìm ra hướng giải quyết hợp lý nhất. Như vậy, với Thủ tướng, đây là kênh thông tin khách quan và tin cậy nhất. Thực tế cho thấy có nhiều kiến nghị hợp lý, đề xuất đúng của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khi đi lòng vòng qua nhiều bộ ngành, cục, vụ thì bị chậm, đợi thu nhận đủ ý kiến phản hồi của các bộ có khi đã mất cả năm trời. Chưa kể nhiều thông tin bị khúc xạ, bị diễn giải khác đi theo cách hiểu của mỗi vị lãnh đạo các đơn vị và không loại trừ là cả lợi ích của bộ ngành đó. Cho nên, khi đến được Thủ tướng và Quốc hội thì tinh thần của nó đã khác đi nhiều. Tất nhiên, việc thành lập tổ công tác cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Về lâu dài, cần tính đến một cách thức vận hành khác mang tính căn cơ hơn. Những gì mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình bày với Thủ tướng không chỉ nhiều mà xem ra còn có những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại ngoài tầm của thành phố. Nhìn rộng ra, khi Thủ tướng đến tỉnh thành nào thì các vị lãnh đạo cũng kêu rất nhiều chuyện, có những chuyện chỉ liên quan đến một cây cầu, vài hecta đất, một con đường. Do đó, cần tính đến một chính phủ kiến tạo, địa phương hành động, tức là nhà nước chính phủ lập hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, công cụ kiểm soát, còn lại phân quyền cho các tỉnh thành thực hiện trên địa bàn của mình. Đó là quản trị hiện đại mà các nước phát triển đã áp dụng, bởi lẽ Thủ tướng không thể và cũng không đủ sức đi giải quyết từng sự vụ cụ thể. Phân bổ ngân sách mục tiêu quốc gia, nhiều tỉnh chưa gì đã bản lùi. Thưa quý vị, trước thực trạng nhiều tỉnh chậm thực hiện phân bổ vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng đề nghị lập tức triển khai ngay và cho biết, một số tỉnh chưa gì đã bàn lùi. Sáng ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì buổi hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm giảm nghèo bền vững, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chưa triển khai đã bàn lùi. Sau khi nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, về mặt cơ chế, chính sách, văn bản pháp lý đối với ba chương trình đã được triển khai với khối lượng rất lớn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn ít nhất trên 10 tỉnh thành chưa thông qua được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh để phân bổ nguồn vốn. Tại sao các tỉnh khác làm được mà nhiều tỉnh lại chưa làm? Không thể vì lý do phải đợi văn bản đầy đủ rồi mới trình như tỉnh Bạc Liêu. Trong khi tỉnh Sóc Trăng nói không có khó khăn gì, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã nói không còn vướng mắc gì, có thể trình Hội đồng Nhân dân thông qua rồi. Nếu chậm việc phân bổ nguồn vốn thì sẽ chậm các bước khác, Phó Thủ tướng nói. Về các kiến nghị mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp có 36 đề xuất, kiến nghị và kiến nghị của các tỉnh tại hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị bộ này rà soát lại, yêu cầu các bộ còn thiếu thông tư và hướng dẫn cụ thể ban hành văn bản. Mục tiêu là hoàn thành nốt các văn bản trước ngày 15 tháng 8. Theo Phó Thủ tướng, năm 2022 đã phân bổ hơn 34.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Vì vậy, ông đề nghị các tỉnh, thành đã phân bổ nguồn ngân sách thì lập tức triển khai ngay. Việc cần thêm thông tư, hướng dẫn về chỉ tiêu định mức đang trong quá trình tiếp tục ban hành nếu còn thiếu. Tuy nhiên, có một số tỉnh chưa gì đã bản lùi, đề nghị chuyển nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023, phải triển khai thực hiện, không thể chuyển tiếp như vậy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Tiếp tục kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia này, vấn đề phân cấp thẩm quyền cho các tỉnh là mới. Vì vậy, ông đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư nên xem xét còn vướng mắc gì trong thẩm quyền không. Đối với các tỉnh, phải tích cực, quyết liệt thực hiện 3 chương trình này và yêu cầu từ nay đến cuối năm, quyết tâm phải giải ngân hết nguồn vốn trung ương.
Về các vướng mắc kiến nghị từ các địa phương, Phó Thủ tướng giao các bộ, cơ quan liên quan xem xét, tiếp tục rà soát. Việc trên Trung ương đã hoàn thành, còn lại là vai trò dưới địa phương. Trước đó, báo cáo các vấn đề liên quan đến chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, tính đến thời điểm hiện tại, cấp Trung ương đã vào cuộc rất quyết liệt, triển khai đúng, đủ, theo thẩm quyền, đặc biệt là việc tham mưu, xây dựng các văn bản, thể chế. Đến hôm nay, một số địa phương chưa thực hiện phân bổ ngân sách để triển khai chương trình. Theo tôi như vậy là rất chậm. Trong khi đó, trước tháng 10, Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề về việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ông Dung thông tin thêm. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây không phải là chương trình mới. Các địa phương, các ngành, các cấp đã quen chương trình này trong 5 năm vừa qua. Hiện chương trình chỉ tích hợp thêm một số chính sách mới và một số tiêu chí mới bổ sung, còn bản chất đã triển khai 5 năm qua. Phạm vi chương trình hiện tại cũng hẹp dần. Về việc phân bổ nguồn ngân sách, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, đã có 34 tỉnh có nghị quyết do Hội đồng Nhân dân ban hành, nhưng chỉ có 22 địa phương tiếp tục có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu không có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì không thể triển khai tiếp được. Bởi lẽ, dự án chương trình mục tiêu đều do các địa phương lập nên. Đến nay, cơ bản các việc thuộc cấp Trung ương đã hoàn thành, còn lại là vai trò của các địa phương. Ông Dung nói về đề nghị sau cuộc họp sáng ngày hôm nay, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có công điện đôn đốc các địa phương phân bổ nguồn vốn, nếu không sẽ không kịp triển khai. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu do cơ quan chủ trì. Đồng thời, hơn 10 địa phương chậm trình Hội đồng Nhân dân thông qua các nghị quyết có liên quan để phân bổ nguồn vốn năm 2022 cũng báo cáo nêu rõ lý do vướng mắc có liên quan.